ngày 7 tháng 10, Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh về phía bờ biển các tỉnh Trung Trung Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. Trên các sông trong tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ, mực nước đỉnh lũ các sông khả năng lên mức từ báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3, nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất. Ông Lê Đại Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Trông cho biết, những ngày qua mưa lớn trên diện rộng đã làm ngập lụt, chia cắt nhiều tuyến đường vào trung tâm các xã Ba Nang, A Vao, Ba Lòng. Đặc biệt ngay trong sáng nay, tại cầu tràn Ba Lòng, nước đã ngập cao hơn 2 mét. Mưa lớn cũng đã làm sạt lở đất đá và tắc đường tại km 5 690, tỉnh lộ 588A, đoạn qua địa bàn huyện. Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Trông cũng đã yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền người dân tuyệt đối không đi qua lại tại các điểm ngập lụt, không ra sông vớt củi, đánh bắt cá. Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đề nghị các địa phương triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó với thiên tai. Tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi từ 19 giờ ngày 6 tháng 10. Việc sắp xếp tàu thuyền vào các nơi neo đậu, tránh trú, đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh hoàn thành trước 12 giờ ngày 7 tháng 10.